anh em lưu ý cho kiểu tóc layer bung này. Ở phần trên này thì anh em sẽ cắt liền với khung thành luôn. Như vậy thì anh em đừng chia khu chữ U như thế này. Nếu mà anh em chia khu chữ U như này thì anh em sẽ vô tình cắt cái phần khung thành cao lên. Như vậy thì khi anh em thả phần tốp xuống thì anh em sẽ rất là khó để xử lý. Chính vì như vậy anh em sẽ chia khu chữ A thôi, nó anh em tách cái mái ra thôi. Kẹp đúng cái mái này, còn cái phần trên này mình sẽ trải xuống để cắt liền với khung thành. Đuôi nó mày lên, đấy, đuôi mắt luôn. Đuôi mày đi lên này. Vâng. Cái cơ bản nhất ấy, thì anh em sẽ lắp nó là 10mm. Sau mình ủi cái chân này để giữ chân xanh là thấp, sau đó mình cắt tông ngược thì nhanh hơn. Đừng đẩy cao lên trên nhé, đừng đẩy cao lên trên mất cái phần form này, nó để thấp mà thôi. Anh em đẩy cái thân như thế thì đẩy cao lên trên này. Anh em đẩy cao lên trên này là hỏng luôn. Đẩy thấp thôi. Mở lưới vậy lên không? Yeah. Còn lưới thêm một chút để phạt. Không sợ. Này chú cho cái này chơi. Này chơi. Phần trên này tóc dày quá nên là mình sẽ tỉa đi một chút thì cắt tông lược nó sẽ nhanh hơn. Em nhiều rồi, mấy bạn dưới này vẫn còn anh. Mấy bạn dưới này dọc này vẫn còn anh. Bây giờ tắt. Bây giờ đến cái phần mình sẽ cắt đúng cái này thôi, cắt từ dưới này. Phần liên kết này thôi. Cái này anh em kê được chéo hay đẩy tông móc từ dưới lên móc ra móc ra. Cái đường kê này nha, kê này hỏng luôn. Anh em kê được chéo nó móc luôn đấy. Thế thì cái phần trên này mình sẽ cắt liền với khung cảnh. Cắt thấp và loe. Cái phần trên cao thì mình kê ngang ra để không ngang.
Và sau khi cắt tông luộc xong thì anh em sẽ trải phần tốp xuống là nó đã liên kết với phần cung thành luôn, nó vào form luôn. Nếu mà anh em mà vô tình cắt cung thành cao lên thì nó sẽ bị moi sâu và lúc đấy thì sẽ không ôm form được. Với độ dài như này thì anh em sẽ không cần phải cắt nhiều, anh em chỉ cần tỉa đi một chút cái mái thôi là được rồi. Từ thường thì những cái kiểu tóc như này thì anh em sẽ tỉa trước, tóc dày quá anh em sẽ tỉa mỏng cho vào form trước, sau đó anh em cắt thì nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bình thường ví dụ bây giờ anh em tóc dày như này anh em mà cắt thì nó sẽ bị cứng và đơ, với lúc đấy anh em tỉa có thể là tỉa không đủ thì cuối cùng để lại cái tóc đơ, cứng đơ luôn. Anh em sẽ nâng lớp tóc 90 độ, sau đó anh em bấm tỉa tầm 2 cái, kéo dần ra ngoài ngọn. Sau khi tỉa xong ấy, thì anh em thấy vùng nào dài thì mình sẽ nâng lớp tóc lên 45 độ. Sau đó anh em sẽ cắt tỉa zig zag. Anh em cắt tỉa zig zag thì sẽ tạo độ mềm hơn và thì anh em sẽ không cần phải tỉa lại nhiều lần. Và khi anh em cắt thì anh em cũng phải lựa nhé. Vị trí nào dài thì anh em mới được cắt, còn những chỗ nào mà mỏng hoặc là ngắn đủ thì anh em sẽ tránh ra. Cứ lựa những chỗ nào mà dày và dài để anh em cắt thôi. Và cuối cùng nếu mà anh em thấy phần khung viền mà bị dày quá thì anh em sẽ tỉa chuốt. Anh em dùng kéo tỉa bấm và chuốt, đẩy nhẹ một chút cái phần ngọn để cho mềm ngọn và ôm form.